Sau gần 2 ngày tranh tài sôi nổi, 130 tuyển thủ của các đội tuyển đến từ 13 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài với các nội dung bắn súng tiểu liên AK nam nữ, bài 1 bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày, bài 2 bắn nâng cao, bắn nhanh, bắn chính xác mục tiêu ẩn hiện ban ngày. Hội thao được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân và các giải đồng đội nam, đồng đội nữ đạt thành tích cao trong thực hành bắn AK bài 1 và AK bài 2. Trao giải nhất toàn đoàn cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà, giải nhì cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh, giải ba cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Thông qua hội thao lần này để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rút kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời lựa chọn vận động viên tham gia hội thao cấp quân khu năm 2024.